vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 với nhiều chỉ đạo cụ thể. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trừ các hoạt động quan trọng cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh quốc phòng cần thiết. Bộ Tài chính có báo cáo cụ thể Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6. Mỗi người dân khó khăn được nhận 3 kg gạo từ máy ATM gạo miễn phí và một số nhu yếu phẩm từ gian hàng không đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa do Đoàn viên Thanh niên quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong ngày 9 tháng 6. Theo đó, hoạt động nhận gạo sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 18 giờ trong ngày 9 tháng 6. Theo chị Tô Phương Thảo, Bí thư quận đoàn quận 4, trong hôm nay sẽ trao tặng hơn 2,3 tấn gạo. Bên cạnh được nhận gạo, người dân còn được tự chọn 3 món hàng là các nhu yếu phẩm khác như dầu ăn, nước mắm, nước tương, trứng, đường, nước giải khát từ gian hàng không đồng. Ngoài ra, trong mỗi phần quà, ban tổ chức còn tặng kèm khẩu trang, nước diệt khuẩn, các nông sản như chuối, khoai lang nhằm ủng hộ nông dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 6, tại nhà thiếu nhi quận 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 phối hợp với Ban thường vụ quận đoàn, Liên đoàn Lao động quận tổ chức chương trình ATM gạo cùng gian hàng không đồng phục vụ hộ nghèo, công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chương trình tặng gạo kéo dài 10 ngày từ ngày 9 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Chiều ngày 9 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết vừa ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19 tại công ty Puyen Việt Nam thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Trường hợp nghi mắc đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào tối ngày 8 tháng 6 do tiếp xúc gần với người chồng mắc COVID-19, đã được công bố vào trưa ngày 9 tháng 6. Hai vợ chồng cư trú tại hẻm 1E, đường số 6, khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân. Theo HCDC, người chồng có tiếp xúc với bệnh nhân 9.096 tại nơi làm việc. Bệnh nhân 9.096 là tiếp xúc gần của bệnh nhân 8.737. Bệnh nhân 8.737 được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Ngay khi nhận được thông tin, công ty Puyen Việt Nam tiến hành phong tỏa khu vực làm việc của bệnh nhân, thực hiện phun khử khuẩn, kiểm tra và xác định danh sách tiếp xúc gần tại nơi làm việc, điều động khẩn đội lấy mẫu xét nghiệm đến trực tiếp công ty để lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có nguy cơ, dự kiến 3.000 mẫu. Trưa ngày 9 tháng 6, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 6 giờ qua, cả nước có thêm 283 ca mắc COVID-19, từ ca bệnh 9.223 đến 9.505, được ghi nhận tại các tỉnh Bắc Giang 53 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hà Tĩnh 3 ca và Hà Nội 1 ca. Trong đó, bệnh nhân 9.486 đến 9.505 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 12 ca là các trường hợp F1, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Tính đến trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 7.897 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 6.327 ca. Có 16 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Sau 21 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 9 tháng 6, thành phố Đà Nẵng cho mở lại nhà hàng, quán ăn, bãi tắm. 12 bãi tắm công cộng ở Đà Nẵng hoạt động trở lại. Người dân được tắm biển từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Các nhà hàng, quán ăn được bán tại chỗ với điều kiện phục vụ không quá 50% công suất và không quá 21 giờ. Phải xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người phục vụ, khai báo y tế hàng ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tiệm cắt tóc và các hoạt động thể thao ngoài trời không tiếp xúc như đi bộ, quần vợt được hoạt động trở lại. Ngày 9 tháng 6, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành cách chức Trung tá Nguyễn Đình Đức, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Rồng Bắc do có hành vi thiếu chuẩn mực với cảnh sát giao thông. Ông Trần Ngọc Liêm, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Rồng Bắc cũng cho biết, ngoài bị kỷ luật cách chức, Trung tá Nguyễn Đình Đức còn bị điều chuyển công tác về Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ khác.
Theo ông Liêm, Trung tá Đức bị cách chức vì có hành vi bỏ vị trí công tác, uống rượu bia, vi phạm luật giao thông và cản trở lực lượng cảnh sát giao thông thi hành công vụ. Sáng ngày 9 tháng 6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can số 207 ngày 8 tháng 6 năm 2021 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, 66 tuổi, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2015 để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, khu đất trường chính trị Khánh Hòa cũ. Như vậy, ông Thắng phải nhận hai quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong hai vụ án khác nhau. Trước đó, ngày 8 tháng 6, ông Nguyễn Chiến Thắng đã bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong quá trình cho triển khai thực hiện hai dự án trên núi Chính Khúc. Hiện ông Thắng đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ngày 9 tháng 6, ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ ưu tú Trần Đức Hải. Trước đó, trên trang cá nhân Facebook, nghệ sĩ Đức Hải có bài viết và ý kiến bình luận với ngôn ngữ thô tục, công kích người khác công khai. Bài viết nhận được nhiều phản ứng bức xúc từ cộng đồng mạng vì ngoài việc Đức Hải là nghệ sĩ ưu tú, anh còn là một thạc sĩ và giảng viên của một trường văn hóa nghệ thuật, đứng lớp giảng dạy cho nhiều thế hệ sinh viên. Khi hình ảnh chụp lại ngôn từ trên trang cá nhân của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải lan rộng, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải từng có biện minh rằng trang cá nhân bị hack từ trước khi có bài viết trên và anh sẽ làm đơn trình báo công an. Đến ngày 8 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải thông tin là trang cá nhân của anh không bị hack mà do con trai nuôi nghịch phá.